Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Bài biên tập chương trình xin gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Chủ một cơ sở tự xưng là Viện Nghiên cứu ung Thư ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đang bị điều tra tội lừa đảo 200.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 670 triệu đồng và khiến cho một bệnh nhân ung thư tử vong vì các phương pháp điều trị quái dị. Theo tố cáo của người phụ nữ họ Vương đến từ Liêu Ninh, sau khi mẹ chị nhận chẩn đoán ung thư vú giai đoạn cuối vào cuối năm 2021, gia đình được giới thiệu tới một bác sĩ y học cổ truyền họ Lưu tại Viện Nghiên cứu Ung thư Đông Du San Bao, Vũ Hán. Chị Vương đưa mẹ đến gặp bác sĩ Lưu. Ông này nói mình mới chế ra loại thuốc có thể tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời cho xem bằng sáng chế và giấy chứng nhận các giải thưởng. Hoàn toàn bị thuyết phục, mẹ của chị Vương chấp nhận mua lô thuốc uống dạng lỏng đầu tiên với giá 20.000 nhân dân tệ, tương đương 67 triệu đồng. Trong suốt một năm, Hai mẹ con chị bay từ Liêu Ninh tới Vũ Hán 6 lần, tiêu tốn hơn 200.000 nhân dân tệ. Ngoài việc cho bệnh nhân uống loại thuốc trên, ông Lưu còn hàng chục lần chọc mũi kim tiêm vào ngực bà để lấy máu. Chị Vương kể, vị bác sĩ này còn bảo mẹ tôi bôi xi măng trộn vôi lên vùng da dưới nách, nói rằng cách này có thể giúp các cục u nhỏ đi. Mẹ tôi làm theo hướng dẫn của ông ta và da bà bị mưng mủ sau 2 tháng. Tình trạng của người mẹ ngày càng xấu đi. Hồi tháng 4 năm 2023, các bác sĩ khác chẩn đoán tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể. Thế nhưng ông Lưu vẫn khẳng định điều đó là bình thường và bảo bệnh nhân đừng lo lắng, cứ tiếp tục uống thuốc mà ông ta kê. Mẹ của chị Vương qua đời hồi tháng 6 năm 2023. Sau khi bị điều tra, ông Lưu thừa nhận, ông Lưu thừa nhận rằng cả cái danh bác sĩ của ông ta lẫn cái gọi là viện nghiên cứu ung thư Đông Du San Bao đều là giả mạo. Ông ta không có bằng bác sĩ và cơ sở Đông Du San Bao không hề được cấp phép về y tế. Tất cả các giấy chứng nhận và tài liệu mà ông Lưu đưa cho hai mẹ con chị Vương xem đều được mua trên mạng với giá vài nghìn tệ nghìn nhân dân tệ bây giờ tương đương với khoảng 3,4 triệu đồng. Ông Lưu nói: "Tôi không hành nghề y, tôi bán cho họ những sản phẩm tăng cường sức khỏe. Phương pháp lấy máu của tôi là nhằm mục đích tăng cường sức khỏe chứ không phải châm cứu." Vụ án này đang tiếp tục được điều tra. Các vụ gian lận y tế thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc. Vào tháng 9 năm 2023, cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ 41 tên tội phạm đã lừa đảo nhiều người cao tuổi. Chúng tổ chức các buổi nói chuyện miễn phí về sức khỏe cho người già và tặng họ những món quà nhỏ, sau đó lừa họ mua thuốc siêu chức năng với giá hàng nghìn nhân dân tệ